Thưa thầy, thời gian qua con bị một cú sốc lớn trong đời. Chồng con và bạn thân nhất của con, họ qua lại bất chánh với nhau. Điều đó làm con đau đớn tuyệt vọng. Con cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong người. Con đã cố gắng thực hành như thầy dạy, chánh niệm tỉnh giác. Nhưng sự đau khổ đó vẫn hành hạ con. Giờ con chỉ muốn chết thôi. Xin thầy khai thị cho con ạ. Con cảm ơn thầy. Con cảm thấy đau lòng và mệt mỏi ạ. Thầy thường khuyên trường hợp tương tự là cứ khổ nữa đi con. Khổ là một điều tuyệt vời nhất trên đời. 1000 lần hạnh phúc không bằng 1 lần đau khổ. Đau khổ mới là tuyệt vời, còn hạnh phúc là chỉ là xá xỉ phẩm. Hạnh phúc là xa xỉ phẩm, người ta là thích đi mua sắm xa xỉ phẩm. Thực ra đó, đau khổ mới là tuyệt vời. Cho nên đó, tại sao trong tứ diệu đế là khổ là được đưa lên hàng đầu là khổ đế, tức là chân lý số 1. Đó. Còn niết bàn là cuối cùng thôi. Còn chân lý đầu là mới là số 1 là được khổ. Đó. Những cái khổ trên đời mà đến với mình đó, chính là để giúp mình thấy ra được mình. Nếu không đó, thì mình muôn đời cứ nương tựa vào người khác. Muôn đời là không bao giờ tự mình đứng vững. Đây là cái có một người Phật tử khi đến đây nói với thầy một cái điều tương tự như con nói đó. Thì thầy nói con cứ nói đi. Đó, kệ hết tất cả mọi sự đau khổ rồi này kia. Thầy nói trời mừng cho con quá, con trúng số độc đắc rồi. Đó, người đó sau này mỗi lần gặp thầy thì cứ nhắc lại là con cứ nhớ thầy nói con trúng số độc đắc. Một người đang bị nương tựa vào cái này cái kia, bây giờ tự nhiên thoát được sự nương tựa, trúng số độc đắc cái gì nữa, quá tuyệt vời rồi. Tại sao mình cứ mãi nương tựa vào người khác? Tại sao mình lại bán hạnh phúc mình cho người khác? Đó là một điều sai lầm. Hạnh phúc chỉ có ở trong lòng mình, chứ không có bất kỳ hạnh phúc từ đâu đến. Cho nên là nên nghĩ như thế này, ước gì mà có nhiều cái đau khổ như vậy đến với mình để xem mình có đủ bản lĩnh để mà chịu đựng được những đau khổ đó hay không, đủ bình thản trước mọi đau khổ hay không. Đó. Cho nên nếu mà chết đi với nỗi khổ thì nỗi khổ nó cứ đeo đẳng hoài. Chết đi đâu có hết khổ, bởi vì chết đi thì nó lại cái đau khổ nó lại càng đeo đẳng, thế không dứt được. Còn bây giờ là phải thấy được đau khổ là tuyệt vời thì cái đó mới là coi như giải quyết xong vấn đề đó. Dạ, bạch thầy, câu hỏi của Linh Von Tần. Dạ, con xin kính đảnh lễ thầy và chư tăng ni ạ. À, thầy cho con hỏi, bên mật tông cho pháp tu coi người thầy là một người Phật giác ngộ, chúng sinh là những người đã giác ngộ, tin tưởng vị thầy tuyệt đối để từ đó là cách nhanh nhất thấy được chân lý.
thấy bất nhị nguyên, để sau này hòa nhập. Thầy cũng là mình cũng là thầy, mình với các vị Phật Bồ Tát là một. Theo thầy, vậy con đường tu này có đúng với chánh pháp không ạ? Cái đó thì con phải tự biết rồi, chứ con thầy nói là mất lòng. không nên bàn đến các cái pháp tu khác hay là các cái tông phái khác, bởi vì mỗi người ta tùy theo trình độ căn cơ của người ta thích vậy thì nó làm vậy thôi. Còn mình không thích thì thôi. chứ không nên, bởi vì cái đó là cũng thuộc loại tự do tín ngưỡng. Mình mà phạm tự do tín ngưỡng là phạm nhân quyền á. Cho nên là mình không có phê phán. Nhưng nếu con tới đây một mình thì thầy nói. Dạ, câu hỏi của Robert Bùi. Dạ, chủ doanh nghiệp cà phê nổi tiếng có trải nghiệm về thiền. Sau khi ông thực tập về thiền, bây giờ đã biết về toàn bộ vũ trụ và lúc nào cũng như có người hướng dẫn cho ông coi về mọi việc. Xin hỏi Hòa Thượng, có phải là cách hành thiền đúng không ạ? Rồi, cái đó cũng giống cái câu hỏi hồi nãy. Thầy nói là mỗi người do cái căn cơ trình độ của họ, rồi họ làm theo cái căn cơ trình độ đó, cho nên nó là cũng giống như là cái ổi thì nó ra ổi, một cái xoài ra cái xoài, cho giờ mình đâu có nói được ổi tại sao ra như vậy, xoài tại sao ra như kia. Tại nó vậy thôi chứ sao giờ. Nhưng mà có cái điều đại khái là thế này, giống như hồi nãy cái câu hỏi của cái người, của cái cô mà đau khổ đó, hệ còn nương tựa là còn đau khổ. Cho nên Đức Phật ngài nói là Atta hi attano natho kohinatho prusya, mình là nơi nương tựa của chính mình, không nương tựa bất kỳ ai khác. Tại vì á, nó có thế này, mỗi người sinh ra trên đời này đó, thực ra đó là đường dẫn đến giác ngộ của chính người đó. Cái câu này nó hơi mới hả? Nhưng mà nó thực ra nó cũ rích rồi. nhưng mà nó nghe rất là mới. Mỗi pháp là cái đường dẫn duy nhất của pháp đó đến với giác ngộ. Ví dụ như cái ổi là nó chỉ giác ngộ nó thôi, cái xoài là nó chỉ giác ngộ nó thôi, cho nên nó không thể nào cái xoài mà giác ngộ cái ổi được, mà cái ổi không thể giác ngộ cái cam được, không thể là chuyện đó, không thể bất chước cái ổi và bất chước cái cam để giác ngộ, là chuyện nó sai lầm hoàn toàn. Chỉ có cái ổi là giác ngộ cái ổi thôi, cái cam là giác ngộ cái cam. Chính bản thân mọi người khi sinh ra trên đời này đó, thì pháp đã tạm thời dùng cái từ là an bài hay lập trình sẵn tất cả mọi yếu tố giác ngộ cho người đó rồi, cho nên không cần phải tìm kiếm ai khác, không cần tìm kiếm ở đâu khác, không cần bất chấp bất kỳ ai khác đó. Cái câu mà Tuệ Tiên Trung Thường Sĩ nói mà thầy thích nhất ấy, là nói là Phật là Phật, anh là anh, anh cũng phải là Phật, Phật cũng phải là anh. Mình bất chấp Phật tu là sai rồi. Nhưng mà thấy Đức Phật ngài tự giác ngộ như thế nào để mình tự giác ngộ thì đó mới là đúng. Thì ra là biết rồi, thế là Phật là tự giác ngộ thôi, vậy thì mình cũng tự giác ngộ, vậy mới đúng. Còn nếu mình bất chấp Phật mà giác ngộ thì muôn đời không bao giờ giác ngộ được, vì không thể nào mà cái ổi mà muốn thành cái cam được. Mà giờ cái chuyện đó, cho nên bất chấp Phật là một điều cực kỳ sai lầm. Bạch thầy, câu hỏi của
Phượng Nguyễn. Dạ mô Phật, kính thưa Thầy, khi con tiếp xúc với người bất thiện, tâm con cảm thấy khó chịu, làm cho con bất an. Thầy chỉ cho con cách tiếp xúc với những người đó mà tâm con vẫn an ạ. Con cảm ơn Thầy. Đơn giản thôi, đơn giản là con chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác tức là mình tròn vẹn tỉnh thức ở nơi chính mình, thì đâu có ảnh hưởng tới người ngoài. Người ngoài tại vì mình còn nghĩ tới họ ấy, là mình muốn họ thế này thế kia, cho nên mình bị ảnh hưởng thôi. Chứ còn nếu mà mình thực sự chánh niệm tỉnh giác á, tức là tròn vẹn tỉnh thức với chính mình á, thì không có cái gì bên ngoài ảnh hưởng mình. Mà khi mà mình cái mà ảnh hưởng bên ngoài đó cũng để giúp cho mình thấy ra rằng là mình còn bị bên ngoài chi phối tới như thế nào. Mà cái đồ thầy có nói cái điều này là cái đồ ảnh hưởng bên ngoài tỷ lệ nghịch với là cái đồ tròn vẹn với chính mình, hay là tròn vẹn với thực tại. Ví dụ như ở bên ngoài mình bị ảnh hưởng ở bên ngoài 70%, thì mình chỉ còn có thể là chánh niệm tỉnh giác 30% thôi. Nếu mình hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, thì lúc đó mới thực sự tròn vẹn 100%. Còn hệ có chuyện gì một cái là mình lại phóng ra ngoài, cái là là không được rồi. Cái đó gọi là buông lung thất niệm. Còn nếu mà chỉ cần đơn giản là trong đời sống hàng ngày á, trong tất cả những cái việc nhỏ nhặt nhất, mình cũng đều là tròn vẹn biết mình. Chỉ cần như vậy thôi, thì cái đó gọi là tự tài vô ngại. Tự tài tức là mình tròn vẹn với chính mình, và vô ngại là không có bị ảnh hưởng gì ở bên ngoài hết. Dạ, bạch thầy, câu hỏi của TKH Phạm. Dạ thưa thầy, vì ở xa con hay nhờ mẹ cúng dường giùm cho con ở chùa. Khi mẹ đến chùa mà con không biết thì con không có cảm giác hoàn toàn hoan hỷ, vì con không biết chùa và thầy ở chùa đó như thế nào. Con xin thầy giúp con hiểu vấn đề này như thế nào ạ. Con cảm ơn thầy. Cái đó cũng là lệ thuộc vào bên ngoài rồi. Nếu mà con làm một điều phước thì chỉ cần trong tâm con là đủ rồi. Khi con tâm con mà khởi lên một cái việc lành, một cái tư tưởng lành, một cái ý lành, một cái hành động lành gì đó, thì nó đã là tốt ngay từ đó rồi. Còn cái bên ngoài nó xảy ra như thế nào thì nó không quan trọng. Quan trọng là cái tâm của mình đó, tức là cái chetana đó. Chetana là cái tư tác từ ở trong tâm của mình đó, hay là cái ý hướng trong tâm của mình đó, tâm nguyện của mình đó, như thế nào đó, cái đó mới là quan trọng. Còn việc xảy ra bên ngoài là có thể là như ý hay không như ý, nhưng điều đó không quan trọng. Cho nên ví dụ như một người họ làm một cái điều phước gì đó, thì khi họ khởi tâm làm cái điều phước đó, và hoặc là khi họ thực hiện cái điều phước đó là họ đã có phước rồi. Và cái ảnh hưởng của cái phước đó, ví dụ như họ muốn làm cái phước đó hồi hướng đến cho ai đó, thì ngay cái lúc đó là nó đã được rồi, chẳng phải đợi đến lúc làm phước. Ví dụ như mình có thể mình trở ngại mình đi làm phước được, nhưng mà cái tâm mà làm phước đó là nó đã có một cái tâm lực, phước lực ở trong đó rồi. Nhiều khi cái hồi hướng là mình giả sử như bây giờ nói là nhờ thầy, có người nói là nhờ thầy cầu an cho mẹ con, ví dụ vậy. Thật ra khi bản thân cái người mà nghĩ ra cái điều đó là đã cầu an cho mẹ rồi.
Con thầy là chỉ chứng minh thôi, chứng minh cho cái trường đó, thầy ghi nhận cái trường đó thôi. Đó. Hoặc là thầy lúc đó thầy sẽ chuyển tải cái tâm ý đó dùng để thôi. Chứ còn á, là chính cái người mà làm á, là đã được rồi. Cho nên khi mình hồi hướng đó là không phải là mình cứ cứ ghi tên lên để cho cô đọc là cũng là được, như cũng được. Nhưng mà chính mình á, chính mình khi mà mình làm phước đó, chính mình nghĩ đến cái thân nhân của mình á, thì đó là hồi hướng rồi đó. Mà cái đó mới là chính xác hơn. Còn nhiều khi cái người khác đọc mà người ta không biết người này là ai, là cứ đọc cái tên tên vậy thôi. Còn chính mình á, mình mới là nghĩ đến đúng cái người đó. Nên người ta cứ cứ cúng sao cúng đồ gì cúng sớ gì đó là tới là cứ đọc tên biết, nhưng mà thiệt ra là không bằng chính bản thân mình ngồi đó mình hồi hướng. Dạ, à, bạch thầy, Lê Anh Xuân xin hỏi là, thưa thầy, con thấy sự kiện Đức Phật trở về hoàng cung thăm mọi người sau khi chứng ngộ giải thoát là sự kiện biểu hiện rất rõ nét hạnh trung dung ở Đức Phật. Con mong được nghe thêm về điều này ạ. Thì á, thực ra là bất kỳ người nào mà đã giác ngộ đó thì cũng đều là sẵn sàng chia sẻ cái sự giác ngộ đến cho mọi người. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài khai khai thị cho các cái vị như là 5 vị Kiều Trần Như, rồi sau đó là 60 vị A-la-hán, thì á, Đức Phật Ngài mới nói với các vị đó, đó là mỗi người nên đi mỗi mỗi nơi, thậm chí là đừng có đi 2 người mà là đi mỗi người một một nơi thôi, và đi để mà khai thị cái sự thật, cái chân lý này đến với mọi người hữu duyên. À. Cho nên là cái người mà cái đơn giản là bởi vì cái người mà giác ngộ, người ta thấy ra được tại sao mà con người đau khổ, tại sao mà con người lại bị trói buộc, cái bị chìm đắm trong trong cái phiền não khổ đau của mình. Vì thấy được cái điều đó thì á, nó có hai hai trường hợp gọi là hữu duyên á, tức là cái người đó đủ cái trải nghiệm chiêm nghiệm và có thể thấy ra, thì lúc đó đến Đức Phật Ngài đến khai thị, hoặc là những người giác ngộ người ta khai thị. Trường hợp thứ hai á, là có những người họ chưa có được, chưa có khai thị được, thì lúc đó đó chính chính sự vận hành của pháp á, sẽ giúp họ. Cho nên mình đừng mình phải tin tưởng vào cái điều này. Nhiều khi giả sử như mình hiểu đạo rồi, nhiều khi mình muốn là gia đình mình, con cái, vợ con hay gì đó cũng hiểu đạo, nhưng mà điều đó không cần thiết. Nên đó là nhiều khi mình hiểu đạo Phật nhưng mà con mình theo đạo Thiên Chúa không được, không sao hết đó. Mình đừng có nghĩ rằng là cái như vậy là tà kiến, cái như vậy là ngoài đạo, là sai lầm. Vì nó phải nó cái trình độ của nó là nó phải học lớp đó. Cái niềm tin của họ nó ngang đó, cho nên họ phải cứ ngang đó thôi. Nhưng mà cái đó đó là có pháp vận hành, cái sự vận hành của pháp luôn là giúp họ. Có thể là họ sẽ gặp những đau khổ, những cái sai lầm, cái gì đó, dần dần họ nhận ra. Chính cái nhận ra đó mới có giá trị. Chứ còn mình cứ cứ muốn họ là phải đúng tốt là cũng không được. Cho nên á, nên là Đức Phật Ngài Ngài cũng chỉ là đi khai thị cho những người mà hữu duyên thôi, chứ không phải ai Ngài cũng cũng khai thị. Có những người đến xin gặp Đức Phật, Ngài từ chối. Xin 2-3 lần Ngài cũng từ chối.
không cho gặp. Bởi vì Ngài biết là những người này đến không phải để thật sự là để mà vì đạo. Và có thể là họ nghĩ rằng Đức Phật là một cái bậc mà thần thông quảng đại, cho nên đến xin được thế này được thế kia đủ thứ đó, Đức Phật Ngài không tiếp. Thì cái nó để cho cái trình độ của họ, họ sẽ học bài học trong trong chính cái đời sống của họ. Mà đời sống của họ đó là cái dàn trại của Pháp, đó là vận hành của Pháp. Cho nên họ sẽ, rồi ai cũng sẽ học ra được bài học của mình. Cho nên cái người giác ngộ thì thực ra luôn sẵn sàng khai thị cho người khác. Nhưng mà nó có một cái điều này. Nếu mình để ý cho kỹ thì mình thấy là Đức Phật luôn khai thị cái nguyên lý thôi, chứ không bao giờ Ngài đưa ra một phương pháp cho người khác là phải đi theo. Không bao giờ, bởi vì phương pháp chính là người đó rồi. Hồi nãy Thầy có nói đó, phương pháp tu chính là đời sống của người đó. Phương pháp mà cực kỳ chính xác cho mọi người là chính bản thân mình, chứ không có phương pháp của ai khác hết đấy. Còn mấy ông thầy mà đưa ra một phương pháp mà bắt người khác theo đó là ông thầy đó đã chủ quan rồi. Ông thầy đó vốn là bạn ngạ đầy người rồi. Còn á, còn chân lý đó, chân lý là pháp á, pháp mới là cái là chân lý mà luôn luôn tác động vào mình từng khoảnh khắc, chỉ tại mình không thấy thôi. Chứ còn luôn là pháp, sự vận hành của pháp luôn là tác động vào sự giác ngộ của mình mà mình không thấy. Còn Phật hay là tăng á, lâu lâu mình mới gặp mới gặp á. Còn pháp á, là luôn luôn khai thị. Ở bên đạo Thiên Chúa người ta gọi là mặc khải. Tức là giống như bên Phật giáo mình là khai thị á. Khai thị là người đó nó tới một cái mức độ nào đó để có thể đủ sức để thấy rồi á, thì được, tức là đủ cái trải nghiệm chiêm nghiệm trong đời sống rồi á, thì đến lúc đó Đức Phật Ngài chỉ nói cái là người đó thấy ra. Vì chân lý nó có sẵn, tại vì mình nhiều bụi trong mắt mà không thấy thôi. Chứ còn là chân lý là bình đẳng và sẵn sàng cho mọi người, không có giấu giếm cho ai hết mà chỉ tại mình không thấy. Thấy là bởi vì vô minh ái dục mà không thấy. Chứ còn thật ra pháp là luôn luôn bình đẳng đối với mọi người. Đó. Thì cái người giác ngộ đó, người ta khai thị, tức là người ta chỉ cho cái sự thật hay là cái nguyên lý hay là cái chân lý đang có sẵn nơi cái người đó. Nhưng mà người đó nhiều bụi trong mắt quá cho nên không thể chỉ được, chỉ họ không tin. Chỉ ra họ không tin. Dạ, bạch thầy Thu Nguyễn xin hỏi là: kính thưa thầy, kinh Hộ Trì Paritta có phải nên đọc bằng tiếng Pali thì tốt hơn không ạ? Theo thầy là cái kinh á, những cái bài kinh mà đa phần mà mình đọc đó thì có những bài kinh là ghi lại, tức là do người sau ghi lại cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà phần lớn là những bài kinh đó là do người sau soạn ra. Do người sau soạn ra để mà tụng, để mà đọc, để mà ca ngợi Đức Phật chẳng hạn, ca ngợi Tam Bảo chẳng hạn. Đó. Thì thật ra đó, thế bây giờ thầy lấy một ví dụ khác. Thầy lấy một ví dụ khác là khi mà cái người mà ở trong rừng á, thì thường đọc một số bài kinh để tránh các cái rụi, cái tai hại như là cọp beo rồi rắn rít rồi đó, thì đọc một số bài kinh đó. Nhưng mà thầy thì thầy thấy là đọc chi cho mệt, tại vì cái đó là ăn thua bằng
tâm mình thôi chứ. Vì khi mình đọc cái bài kinh đó thì mình hiểu cái bài kinh đó, thì bài kinh nó nói rõ ràng là nói là mình phải có tâm từ với các cái loài chúng sanh đó. Vậy thì bây giờ cụ thể là mình có tâm từ với các loài chúng sanh đó chứ sao phải đọc bài kinh? Cho nên thầy cũng học, cái bài kinh đó. Cái lúc mà thầy A lập chùa Huyền Không đó, cũng ở trong rừng núi đó, thầy. Nhiều khi mình mình ngồi đó, cái vách đó, thì nó có cái hồi đó mình đóng bằng gỗ, rồi mình đóng ván đó, cho nên là con rắn nó nằm ngay nơi cái chỗ trên cái đà đó. Đó mà mình ngồi xây lưng ở trên cái đà đó, nhìn lui thấy con rắn mà cũng chẳng sao hết. Rồi khi mà ở Viên Không là có một con rắn, chúa, con rắn mà đang hộ mang màu đen thui mà nó bóng da. Dạ, cái là cái nó là rắn hộ mang chúa. Ở ngay cái tầng cấp mà đi lên cái cốc thầy á, mình xây đá rồi nó có mấy cái lỗ còn sót, cả mấy cái lỗ nó chui vào trong đó, nó ở trong đó. Thầy cũng đọc, bởi vì mình đâu có ác ý gì với nó đâu, mình cũng sợ nó, mình cũng chẳng ác ý gì với nó cả, thì nó không có hại mình. Trong khi đó là có một cô là cũng sợ rắn, cho nên nó đọc mà học thiệt thuộc bài kinh đó. Nhưng mà đi tối đi cái bị rắn cắn, cho nên thầy mới thấy rằng là cái đó là do tâm mình chứ không phải là do bài kinh. Cái bài kinh đó là gợi ý cho tâm mình thôi. Thí dụ như bây giờ mình đọc là Sabbe satta avera hontu sukita hontu, mình cứ đọc vậy. Mình nói là nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, để cho được sự an vui rồi chẳng hạn. Mình cứ đọc vậy thôi á, đâu có bằng cái chính cái tâm mình, chính cái tâm lòng của mình đối với chúng sanh, là không có muốn chúng sanh nào đau khổ, muốn chúng sanh được an vui rồi này kia đó, chính cái tâm mình á mới là chính. Còn cái bài kinh đó là gợi ý để cho mình thực hiện trong 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 mình. Cho nếu mình cứ ngồi mình đọc bài kinh không á thì á, nên có cái này, tức là người ta cái kiểu đó giống như kiểu một luồng bùa luồng chú á. Tức là khi người ta đọc một cái bài mà đọc hoài nó thành một cái lực. À, giống như kiểu người ta luyện bùa luyện chú vậy đó, đọc một cái câu hoài đó. Đó, mấy người luyện bùa đó đâu có đọc bài gì đâu, ở bên Campuchia đó. Mấy người luyện bùa luyện chú đó. Có một cái anh nói anh đi học bùa Campuchia, anh học thuộc một cái câu, anh về anh cứ đọc hoài. Cái bữa đó anh tới chùa cái thấy chư tăng đọc, nó ôi thật chết rồi, mấy ông sư này bùa chú dữ lắm. Tại sao mà cái câu mà ông luyện đó là một câu kinh, tức là người ta lấy ra một câu kinh rồi người ta cứ đọc hoài mà người ta nghĩ cái gì đó, cho nên nó sinh ra cái đó thôi. Thực ra bây giờ mình đọc mình soạn ra tầm 7 tầm 3 để cho người ta đọc, người ta không hiểu gì cả, để cho người ta tin cũng tin hơn nữa. Cho mình đại sư mình nói alo bộ cái gì là cái lá bồ đề ra nói vậy đó. Bây giờ cứ học thuộc không có nghĩa gì cả, nhưng mà đều cứ đọc hoài đó là nó có, mà họ nghĩ là cái đó là tâm từ thì nó sẽ ra tâm từ, họ nghĩ đó là hại chết người thì nó sẽ ra hại chết người đó. Thì cũng đọc câu đó thôi đó. Cho nên cái câu là không quan trọng. Thì thầy có một ví dụ thế này, ví dụ như là mình lấy một cuốn sách dạy nấu ăn, ngày nào mình cũng đọc hết trơn. Cái quan trọng là mình còn nấu không nhé, chứ còn ngày nào cũng cứ đọc làm gì. Khi nào nấu mới có món ăn chứ, ngồi mình cứ đọc hoài là lấy cái này nấu với cái kia, nói hoài đó, tụng hoài chứ làm sao. Cho nên tụng thì cũng tốt, nhưng mà sai, nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì đa phần người ta tâm người ta loạn. Cho nên bây giờ nói là đọc cái bài kinh để cho nó tâm họ ổn định lại. Và từ cái ổn định đó làm cho người đó hết bệnh.
Đó, ví dụ như người đó đọc bài kinh đó hết bệnh, tại vì là khi đọc bài kinh đó với niềm tin, rồi đọc cái bài kinh đó với tâm ổn định, cho nên nó bệnh nó hết. Cho thật ra bài kinh thì mình soạn tùm lum tà làng được cái trơn nó không ra cái tiếng gì hết, để bữa nào cũng tin thầy soạn một bài đọc là thôi, trời ơi cái bài kinh này thầy Vương Minh cho quá cực kỳ hay luôn. Giống như cái chuyện mà Trần Trinh á, khi mà cái làng nó cứ bị cháy hoài đó, ông ấy là cái gì à, chạy đứng là ông nói bây giờ làm một cái chài dừng đứng ở giữa làng á, giữa đình á là hết cháy à, mà chài đứng là đường cháy. Chài đứng là đường cháy thôi, và ai thấy cái chài đứng tin tưởng là không cháy, tin tưởng là có cái chài nằm đấy là không cháy nữa, và mọi người đều tin tưởng là không cháy nữa, và tự nhiên nó không cháy thôi. Dạ, bạch thầy Hương Trương xin hỏi là, con thưa thầy, một người gia chủ cúng đất làm chùa có phước hay có nghiệp? Nếu trong chùa người tu sĩ phá giới trộm cắp tà dâm, có giống và khác nhau như sư Tổ Đạt Ma và Lương Võ Đế không ạ? Cái người mà làm tội thì người đó tội thôi, chứ còn người làm chùa thì người đó vẫn có phước thôi chứ. Chứ đâu có ảnh hưởng gì. Làm chùa là với cái tâm an thuộc lắm mình thôi. Thí dụ như tôi làm chùa cũng nhiều tâm lắm, chứ không phải làm chùa giống nhau. Người thì làm chùa là với tâm vị tha, người làm chùa với tâm ích kỷ, người làm chùa với tâm này tâm kia gì đủ thứ hết đấy. Cho nên nếu là cái tâm người làm chùa là tâm tốt, tâm thiện, tâm vị tha thì nó là tốt ngay từ đầu rồi. Còn sau đó người xấu người tốt gì, người nào xấu thì người đó chịu, người nào tốt thì người đó hưởng vậy thôi. Cho nên không có cho mình không có ảnh hưởng cái đó. Dạ thưa thầy, con nghe pháp của thầy á, có những cái ý là mình phải học ra cái bài học của mình á, với lại còn một cái ý mà con nghe ở trong tứ chánh cần là mình nỗ lực làm cho những cái việc bất thiện chưa sanh khởi là không được sanh khởi, hoặc là bất thiện đã sanh khởi rồi thì mình dừng nó lại, mình không có cho nó sanh khởi nữa. Vậy thì giữa hai cái việc mà mình học ra bài học của mình, thì có một số bạn của con có cái cũng nói, cũng hay nói cái điều đó, nhưng mà quên mất đi là làm cái việc xấu ác của mình không cho nó sanh khởi nữa, cứ nói là để cho nó học ra cái bài học đó thôi, cho nên là những cái tâm bất thiện cứ để đó để mà học ra cái bài học, chứ không có cái ý thức là mình không làm cho sanh khởi những cái tâm bất thiện. Vậy thì hai cái đó mình phải ứng dụng hay là mình phải hiểu như thế nào ạ? Dạ, con cảm ơn thầy. Cái đó cái đó là một cái nguyên lý chung thôi. Cái đó chỉ là cái nguyên lý chung để mình biết rằng là, bởi vì thật ra là theo nguyên lý là thế này, tất cả đều là đúng tốt hết rồi. Tức là tất cả các pháp tự nhiên nó là đã đúng tốt hết rồi. Chỉ có mình nhận thức và hành vi sai thôi. Cho nên do cái nhận thức và hành vi sai của mình mà mình chịu ảnh hưởng của cái nhận thức và hành vi sai đó. Thí dụ như sợi dây, là nó là sợi dây, là hoàn hảo, không có gì cả.
có thể là sửa giấy mục thì là mục một cách hoàn hảo mục một cách hoàn hảo, nhưng mà mình là tưởng là con rắn, đó là do nhận thức của mình à. Đâm ra mình sợ hãi rồi mình phản ứng thế này thế kia, đó là do nhận thức và hành vi của mình. Cho nên á, mình đau khổ hay là hạnh phúc gì á, đều do chính cái nhận thức và hành vi đó. Chứ còn cái sợi dây thì nó hoàn hảo như nó là. Phải không? Hiểu ý thầy nói không? Vậy thì á, vậy thì cái cái mà nhận thức và hành vi sai lầm đó đó là cần phải bỏ, đó là nguyên lý. À, nó là nguyên lý như vậy thôi. Còn bây giờ về phần bài học này, thật ra đó là nguyên lý, còn trên thực tế là thế này. Trên thực tế là mình phải nhìn cho rõ thì đó là sự dây á, thì khi đó tự nhiên cái ảo tưởng là sự con rắn là tự mất nè, rồi sợ hãi rồi phản ứng gì nó tự mất hết. Vậy thì bài học là gì? Bài học tức là nhìn cho đúng con rắn, à, sợi dây là sợi dây, con rắn là con rắn. Thì nếu mà học đúng á, thì nó vẫn đúng vào tứ tánh cẩn, tức là cái nhận thức và hành vi sai lầm hết và nhận thức và hành vi đúng xuất hiện, phải không? Vậy thì đó là bài học đó, cần phải học thôi. Nếu mà học đúng thì nó sẽ ra tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi gì nó ra hết. À, cho nên đó, cái chính yếu là học bài học của mình. Nhưng mà học bài học là gì? Bài học tức là phải thấy ra được sự thật. Khi mình thấy ra được sự thật á, thì mình sẽ giải thoát ra khỏi được những cái ảo tưởng đưa đến cái phiền não khổ đau. Đó. Thì nó vẫn đúng tứ chánh cần. Tức là khi mình đúng thấy đúng sự thật. Thí dụ như bây giờ, thế này cho nó dễ hiểu này. Bây giờ tâm sân khởi lên. Bây giờ mình học tâm sân đó là gì? Không phải là nếu mình hiểu lầm á, là mình nói thôi tâm sân khởi lên mình phải đè nén tâm sân này. Đó là sai lầm á. Bây giờ học là thế này. Bây giờ tâm sân khởi lên. Thì mình quan sát xem tâm sân nó khởi lên như thế nào. Tâm sân nó khởi lên á, thì cái tim mình đập như thế nào, phổi mình thở như thế nào, huyết áp như thế nào, mình thấy ra hết, tức là mình học bài học đó. Khi mình thấy ra hết tất cả những cái đó, tức là đó là học đó. Và khi mà học như vậy á, thì tự nhiên nó hết sân. Thì đó là mình đang thực hiện tứ chánh cần đó. Tức là sân khởi lên, đó là điều bất thiện. Bây giờ vì mình thấy rõ được cái sân đó cho nên sân nó hết. Cho nên là cái điều bất thiện là nó, mình diệt được cái điều bất thiện. À, nhưng mà ở đây nó khác một cái. Nếu mà mình diệt cái điều bất thiện thì nó sẽ sinh ra cái bản ngã thiện, bản ngã bất thiện. Còn nếu mà mình học thì mình chỉ thấy được cái bất thiện đó nó tác hại như thế nào đó, cho nên nó từ hết, từ sinh từ diệt. Cho nên khi Đức Phật Ngài nói là muốn thoát khỏi một cái pháp thì phải thấy được sự sinh diệt của nó. Tại sao thấy sinh diệt? Thí dụ như mình đang ham muốn một cái gì đó thì mình cứ muốn nó tồn tại mãi, cho mình cũng muốn nó diệt. Mình đâu có muốn nó diệt. Cho nên chính vì cái mà mình muốn tồn tại mãi đó, cho nên khi diệt là nó mới đau khổ. Còn nếu bây giờ mình thấy là bất kỳ cái gì nó có sinh thì có diệt. À, ví dụ cái câu chuyện hồi nãy mà cái người mà nói rằng là bây giờ ông chồng ông đi theo cái người bà của mình. À, cái đó thì xảy ra gần như là thường xuyên. Thì bây giờ đau khổ. Tại vì người đó không thấy sinh diệt. Thấy sự sinh diệt. Đó. Hệ mà đã có tình yêu phát sinh thì sẽ có tình yêu diệt. Đó là chuyện tự nhiên. Đó. Nhưng mà mình lại muốn cứ nó giữ mãi. Thí dụ mình mua cái bông hoa về mình cắm. Thì chắc chắn là nó sẽ tàn.
Nếu mình biết được nó tàn thì đến khi nó tàn chỉ có dẹp đi thôi chứ đâu có sao. Nhưng mà mình cứ muốn nó là mãi mãi cho nên nó tàn đi cái mình đau khổ. Đó. Cho nên tại sao mà phải thấy sự sinh diệt? Nếu mà mình thấy được sự sinh diệt thôi á, là mình đã không có bị bám chấp nữa. Không còn bám chấp nữa. Cái gì có sinh thì có diệt chứ đâu có gì mà bám chấp. Đó. Thí dụ như mình bữa nay ăn ngon quá trời, bữa ăn ngon quá trời nhưng mà rồi chiều nó không đói. Nó không đói, nó có sinh có diệt, mà sinh diệt đó là hay chứ đâu phải dở. Đó, cho nên phải thấy được cái sự sinh diệt á, là mình khỏi phải bám chấp. Cái thứ hai á, là mình thấy được cái khổ. Tức là mình chỉ mới, cái nào mình bám chấp là bởi vì mình chỉ mới thấy được cái mặt lạc, mặt thích. Đó. Còn chưa thấy cái mặt khổ, bây giờ thấy cái mặt khổ nữa thì cái đó mới thoát ly được. Đó, cho nên là phải tại sao mà Đức Phật Ngài nói là thấy sự sinh, sự diệt, thấy vị ngọt, thấy sự nguy hại thì mới là xuất ly. Thì cái, trong tứ chánh cần là mình xuất ly những cái điều bất thiện. Thì mình phải thấy rõ cái điều bất thiện nó sinh diệt như thế nào và đưa đến phiền não khổ đau như thế nào. Mình phải thấy rõ thì cái đó, mà thấy rõ tức là học. Mà học, chính khi mình học được đúng rồi á, thì nó là ra tứ chánh cần. Cho nên là thực ra đây là những nguyên lý mà mình tưởng đâu là pháp hành. Nó sai là cái chỗ đó nghe. Sai cái chỗ là đây là được những cái nguyên lý Đức Phật Ngài nói. Cũng như Thầy nói những nguyên lý. Ví dụ Thầy nói khi cần thì thận trọng chú tâm quan sát. Khi không cần thì về tròn vẹn tỉnh thức. Khi mà tâm mình có thể là sáng suốt định tịnh trong lành thì làm cái gì ứng, làm gì sáng suốt định tịnh trong lành là được. Và làm ứng ra thì làm sáng suốt định tịnh trong lành, mà không thì trở về rộng rang lặng lẽ trong sáng. Đó là Thầy nói những nguyên lý thôi. Mà bây giờ cố mà làm cái đó là nó là sai, vì đó là nguyên lý chứ không phải là, khi mình hiểu nguyên lý đó thì nó sẽ tự ứng ra. Cái pháp hành đó là nó sẽ tự ứng ra. Nhưng mà pháp hành mà là trở thành một phương pháp và một cái công thức để mình làm á, thì nó lại sai. Đó, cái điều này là mình, cho nên mình nói là nếu mà mình cứ y kinh mà tu đó là không bao giờ giác ngộ được cả. Ví dụ như một người mà muốn có gia đình đi, nhưng mà họ nghe người cha hay người mẹ nói là có gia đình rất là khổ, và họ cố gắng là muốn có gia đình thì nghe theo cái lời đó, nhưng mà cái động lực bên trong thúc đẩy họ là phải có gia đình thì họ sẽ học trong bài học đó. Thì đúng, nói chung là ở nơi cái trình độ căn cơ của mọi người tự động nó sẽ thu hút à. Tự động thu hút để nó học bài học đó. Cho nên Thầy mới phát hiện ra một điều. Mình nói là Pháp hay là Thượng Đế đó là luôn luôn đặt những cái bẫy. Nhưng mà cái bẫy để giúp người ta giác ngộ. Nếu bây giờ một cái người nào đó mà thấy cái người tu hành là tự nhiên thích à, đó là cũng cái là bẫy. Cái bẫy đó để anh vô tu hành. Anh vô tu hành rồi anh mới biết tu hành như thế nào đó. Còn cái anh kia thì thấy cái cô đẹp quá là thích, là lấy cái cô đó. Đó là cái bẫy. Nhưng mà nếu không có những cái bẫy mà đẹp đẽ đó thì người ta sẽ không bao giờ mà đi trải nghiệm, chiêm nghiệm cả. Cho nên luôn luôn á, là cái gì mà người ta thích á, là cái đó người ta thấy đẹp. Có thể người khác thì thấy xấu, vì người khác thấy nguy hại rồi, nhưng mà người đó chưa chưa thấy, cho nên người đó phải vào cái đã. Do đó đó, hồi nãy thầy nhắc lại này, đó là cái nguyên lý đó. Nhưng mà nếu mà mình áp dụng cái nguyên lý đó là sai đó. Mà cái nguyên lý đó để mình thấy ra sự thật thì là đúng. Còn nếu mà áp dụng nguyên lý đó để mà làm là nó sai. Bởi vì đó là nguyên lý chứ đâu phải là phương pháp.
Đó không phải là phương pháp mà đó là nguyên lý. Cho nên á, là có thể là người sau á, họ thêm vô một vài chữ. Họ thêm vô một vài chữ. Biến cái pháp của Đức Phật á, thành ra sai lầm. Mà chỉ vì cái người mà thêm vô vài chữ đó họ không hiểu. Ví dụ như tinh tấn thì họ định nghĩa là nỗ lực. Thật ra tinh tấn không phải là nỗ lực, mà là tinh tấn là nghiêm túc, chân thành. Lấy vợ thì nghiêm túc, chân thành lấy vợ. Đi tu là chân nghiêm túc, chân thành đi tu. Đó. Đi thì nghiêm túc, chân thành với đi. Đó là tinh tấn. Đó. Còn khi mình đang ăn thì nghĩ đến chuyện khác. À, đang đi thì nghĩ đến chuyện khác. Cái đó là không có nghiêm túc, cũng chân thành. Đó. Chẳng phải cố gắng, mắc gì đi mà phải cố gắng cho mệt. Đi càng thông thả chừng nào thì đi càng khỏi mệt chừng đó. Thế tại sao là phải cố gắng? Còn cái cố gắng là nó tự nhiên. Ví dụ như mình đi leo dốc, tự nhiên mình sẽ cố gắng hơn là mình đi bình thường. Đi xuống dốc thì nó khác, mà đi lên dốc thì nó khác. Thì cái đó nó sẽ tự ứng. Nhưng mà cái nguyên lý nó vẫn là nghiêm túc, chân thành là được. Còn á, khi lên dốc thì nó đi kiểu khác, mà đi xuống dốc nó đi kiểu khác, là cái đó mỗi người sẽ tự ứng. Chứ không có một công thức nào cho việc đó cả. Đó, thành ra công thức hóa là sai. Mà nói mình phải nhớ rằng là những cái điều mà Đức Phật Ngài nói đó là những cái nguyên lý. Bát chánh đạo cũng là nguyên lý. Hệ thấy biết đúng thì tự nhiên suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng thì tự nhiên nói đúng, nói đúng thì tự nhiên làm đúng đó. Đó là nguyên lý. Mình đó lại vận dụng ra thành pháp hành. Và khi mình vận dụng ra thành pháp hành đó, thì đã qua quan niệm của mình rồi. Do đó mình mới sinh ra nhiều cái tông phái, sinh ra nhiều cái pháp môn, sinh ra nhiều phương pháp. Mà cái đó là chủ quan của cái người hành đó. Chứ còn cái kia là chỉ là cái nguyên lý thôi. Cho nên là do đó nó là lão tử là chủ trương để tự nhiên. Để tự nhiên là sao? Anh muốn lấy vợ cứ lấy vợ. Anh muốn đi tu cứ đi tu. Đó. Nhưng mà đi tu cũng phải ảo tưởng như anh nghĩ đâu á. Vô trong đó có khi cực khổ hơn ở ngoài đời nữa. Cho đừng có ảo tưởng là tưởng vô tu là vô trong này là an nhàn sung sướng. À, thí dụ vậy. À, phiền não cũng hơn ở ngoài đời nữa. Thí dụ vậy. Thì cái đó là mình phải làm thực tế để học ra bài học đó. Cho mình là toàn ảo tưởng. Đó. Lấy vợ cũng ảo tưởng. Làm quan cũng ảo tưởng, đi tu cũng ảo tưởng. Nhưng mà chính cái bài học đó đó, của cái mà mình chọn đó đó, cái bẫy mà mình vào đó, đó là giúp mình học ra được bài học của mình. Đó. Cho nên đó, nó có một cái hay là mỗi người có quyền tự do lựa chọn. Đó là trời đất ban cho một cái quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Tự do lựa chọn làm ác, tự do lựa chọn làm thiện. Mà cái đó là do tùy cái căn cơ trình độ của mỗi người. Nếu mà cái người đó không thể nào làm thiện được, họ sẽ học bài học trong làm ác. Qua làm ác cái đó họ mới học ra được bài học đó. Thì dần dần họ mới bỏ cái ác đó đi, họ mới làm thiện được. Chứ bây giờ tự nhiên cái nói bỏ ác để làm thiện là không thể nào mà bỏ được. Đó, báo Đăng Hoài đó. Mới vô tù ra cái là ăn trộm liền. Mới ra tù cái là giết người liền. Tại vì anh ở trong tù, anh nuôi cái chuyện đó. Trời em, vô đây không được hút ma túy. Không có ma túy để mà chết. Bây giờ ra cái là đi ăn trộm, vô chùa ăn trộm dễ hơn. Cho nên vô chùa ăn trộm người đã mua ma túy. Đó, mấy người bị bắt đó, vô chùa ăn trộm đó. Người ăn trộm cái đó bị bắt lại. Đó. Tức là nhiều khi đó, người ta bài học ăn trộm đó nó chưa tới nơi tới chỗ, chưa học ra được đó, là không thể nào bỏ ăn trộm được.
Đố mà ai mà tới biểu mình bỏ ăn trộm vô bỏ tù rồi đó mà con ra ăn trộm tiếp. À, cho nên bài học nó phải học cho xong. Không học xong là không có cách gì mà làm được hết. Cho nên á, à, mấy cái từ người ta dịch á, người ta dịch sai. Người nói là vì ấy tu tập như vậy, nhưng không phải. Trong đó cái từ đó là Sikkhati là vì ấy học như vậy. Thở vô dài, vì ấy biết thở vô dài, thở ra dài, vì ấy biết thở ra dài. Vì ấy học như vậy. Thì người ta dịch là vì ấy tu tập như vậy. Mà chữ tu tập nó trở thành ra một cái gì á. Thế cái chuyện đó là chuyện để học thôi. Học ra cái thở của mình, học ra cái đi của mình, học ra cái ăn của mình, học ra tất cả mọi thứ. Thế đó, cái tu tập là gì? Mà khi mình học á, khi mình học và mình hiểu rồi á, thì tự nhiên nó giải quyết hết. Giống như mình thực sự học á, là mình sẽ thấy đó là sợi dây chứ không phải con rắn. Thì tự nhiên ảo từ bao nhiêu ảo tưởng, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu gì tự nhiên biến mất chứ hơi đâu mà phải ngồi mà cố gắng mà. Bây giờ cái người đó vẫn cứ tưởng, trong đầu óc vẫn cứ tưởng đó là con rắn. Rồi cố ngồi thiền để mà dẹp sợ hãi, cũng như không à. Nhìn ra lại cũng vẫn thấy con rắn, thì cũng sợ hãi tiếp. Thì tốt nhất là ta phải nhìn thấy cái đó là cái sợi dây là nó từ đầu nó hết rồi. Con thưa thầy là lúc nãy thầy có nói là mỗi người sinh ra họ sẽ tự học bài học của riêng mình á. Con thì con thấy ba mẹ con thì có cái tính sân hận với lại phiền não rất là nhiều, mà cũng lớn tuổi rồi, 70 rồi, mà con thấy khả năng để dẹp cái phiền não và dẹp cái sân hận con thấy là hầu như là không có. Đó. Thì con cũng rất là lo là không biết là tới cái lúc mà trong cuộc đời này có học được cái bài học đó hay không, thì có cách nào để giúp cho ba mẹ con để thoát khỏi cái phiền não và sân hận đó hay không? Bây giờ bởi vì mỗi người á, hồi nãy thầy có nói đó, mỗi người là học bài học của mình, đó là cái sứ mạng chính của mỗi người là học ra chính mình. Còn trường mà ba mẹ con như thế nào là để ba mẹ con học. À, chắc con đừng có lo. Đừng có lo chuyện đó. Cái chuyện đó mình phải tin vào Pháp. Nhưng có một điều thế này. Cái mà mình muốn cho ba mẹ mình tốt đó, đó là mình sai. Chứ không phải là ba mẹ mình sai. Còn ba mẹ mình đang sân là rất đúng, không có sai vậy. Tại vì cái trình độ như vậy, nhận thức như vậy thì đương nhiên là nó sân như vậy. Cho nên hoàn toàn đúng, không có sai. Chỉ có mình sai là ở cái chỗ là mình sai là giống như thế này. Giả sử như giờ mình thấy mình mới gieo cái hạt ổi cho nó mới lên đường khúc. Mình nói chả sao nó không có trái. Mình cái đó sai là sai của mình đó nè. Chứ còn nó là nó đến 3 năm rồi nó không có trái à. Có những trong kinh đó, trong kinh nói đó, có những cái điều mà học tới 500 kiếp mới xong. Có những cái nghiệp mà phải trả 500 kiếp, vô lý chứ. Mà làm có một cái việc xấu thôi mà cái nghiệp đó phải trả 500 kiếp. Thì cái 500 kiếp này là không phải là một ấn định mà tùy người. Thí dụ như bây giờ nói như vậy cho dễ hiểu. Bây giờ giả sử như mỗi ngày là mỗi kiếp đi, nói cho nó dễ hiểu đi. Thì cái em này làm một bài toán mà ngày này làm không ra, giải không được, thì phải qua ngày thứ hai, là tới qua kiếp thứ hai đó này. Qua kiếp thứ hai vẫn không giải được, rồi thành qua kiếp thứ ba này. Qua kiếp thứ ba cũng giải được. Thì cứ hoài thôi chứ chừng nào dạy được là chưa biết mấy trăm. Có thể 500 kiếp cũng có, mà 200 kiếp cũng có, mà có khi một kiếp cũng có. Còn người nào dạy ngay trong kiếp này rồi thì thôi, khỏi kiếp sau khỏi dạy. Vậy thôi.
Cho nên cái đó là mình phải tin vào cái sự vận hành của pháp. Coi vậy á, mà nó lạ lắm. Thí dụ như thế này, cái này nó mà cái này mới là sao hả? mới là kỳ lạ đó. Hai vợ chồng mà bà vợ là cực kỳ tinh tấn tu hành, cực kỳ tinh tấn tu hành, còn người chồng là không tu được, không tu uống được, những cách gì tu được hết trơn. Bà vợ thì cứ muốn là ông chồng là phải tu theo mình thôi. cái hai vợ chồng tới đây, cái thầy giảng đạo thì ông chồng hiểu hết, bà vợ không hiểu gì cả. Thì mới chết đó mới. Cho nên hồi nãy thầy cũng được tìm cái từ gì để nói là vậy đó. Mới nói vì bên này nó cứ kẹt vô cái pháp tu đó rồi, thành bây giờ nói gì cũng biết hết. Còn ông kia ông chưa kẹt vào pháp tu nào cả, cho nên nói đâu là ông thấy, ông hiểu được tới đó. Vì vậy cho nên coi chừng cái tu hành đó. Tu hành nó cực kỳ nguy hiểm luôn á. Nên người ta dạy âm nhạc á, người ta dạy âm nhạc là tại sao người ta dạy từ nhỏ, là bởi vì để cho nó tay nó quen á, ngay từ nhỏ tay nó quen đó, hoặc là đánh máy chữ đồ này kia đó, từ nhỏ nó đánh rồi nó quen quen á. Chứ mà đã đánh mình thọc hai ngón như thầy rồi á là bây giờ mà đánh 10 ngón là khó lắm. Vì nó quen đánh hai ngón rồi. Cho nên nó nhiều khi là mình tự mình là buộc mình vào trong cái phương pháp tu hành nào đó để rồi không khó mà giác ngộ lắm, bởi vì bị kẹt đâu đó rồi. Thầy có nói là một người giác ngộ đó là phải hoàn toàn tự do mới giác ngộ được. Còn bất kỳ lệ thuộc vào bất kỳ một điều gì thì không thể nào giác ngộ được. Nhưng mà giác ngộ là nó đơn giản, chứ không phải giác ngộ là mình hiểu gì ghê không đó. Bây giờ thế này, thầy nói là bây giờ mình đang đi, thì vì mình có quan sát cho nên mình đang đi cái mình thấy có một cái miệng chai lượm chậm rất là nguy hiểm, cái tự nhiên mình tránh qua một bên, chứ không có ai mà nói rằng là không biết cái kinh này nói sao đây, không biết kinh gì mà nói cái chuyện mẹ trai ở giữa đường làm sao. Còn phương pháp của ông thầy thì ông có nói là mình đi là phải đi cho nó đúng, bước nào là phải thẳng thớm đàng hoàng, mà bước thẳng vào đó là chết. Cho nên lệ thuộc vào phải hoàn toàn tự do, anh phải tự thấy tự tránh đó, chứ không có ai mà nói mà bây giờ người ta nói hệ tránh là phải tránh qua bên phải, lỡ bên phải lại cũng là một cái đinh nữa. Thì lúc đó là bây giờ chỗ nào cũng được cả, thì chỉ có đi lui thôi chứ. Chứ đâu có nói là cứ thẳng tới, cứ thẳng tới chết rồi. Nên thực ra đó, khi mà người ta đối diện với cái thực, đối diện với chính mình đó, thì phải hoàn toàn tự do để mới thực sự thấy pháp. Còn anh lệ thuộc vào bất kỳ một điều gì. Còn mấy ông đạo sư là ưa muốn người ta là phải làm theo mình, làm mà không theo đúng theo mình là cũng được. Là đuổi đi. Cái đó là cực kỳ sai lầm. Nên giác ngộ là phải hoàn toàn tự do, mà cho nên Đức Phật là ngài chỉ nói nguyên lý thôi, để cho mình giác ngộ cái nguyên lý. Rồi khi mình giác ngộ nguyên lý á, thì mình sẽ từ mình thấy. Chứ còn không áp dụng, không thể nào nói của cái miệng chai thì Chúa nói làm sao hả? Phật nói làm sao rồi? Triết học ông Heidegger ông nói gì? Ông Henry Miller ông nói làm sao? Ông mặc kệ mấy ông ấy chứ không? Bây giờ thấy miệng chai đó mà tránh nhé, phải không? Đó, cho nên phải hoàn toàn thực tế, phải hoàn toàn dựa trên cái thực. Cho nên khi Đức Phật ngài nhập Niết Bàn
Nói là bây giờ Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn này, chúng con sau này nương tựa vào ai? Thì Đức Phật Ngài nói là nương tựa vào Pháp, tức là nương tựa vào sự thật. Thì mình lại đi nương tựa vào kinh điển. Vì người ta chú giải rằng Pháp là gì? Pháp là kinh điển. Không có, trong đó trong kinh điển cũng có nói. Không có chỗ nào mà nói có cái miệng chai giữa đường thì mình phải làm sao cả. Rồi, chào mọi người hết rồi.